Chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em trồng một cây mai vàng. Cây mai vàng trồng đất nha anh em, khoanh bồn trồng dưới đất nha. Trước tiên mình cắt băng keo bó bầu cái cây mai anh em. Một cây mai này hoành 60, bầu đất thì ngang là 1m1, cao là 6 tấc nha anh em. Cây mai vàng ôm tàn, tàn lớn luôn, cao 4 mét. Hôm nay mình hướng dẫn anh em kỹ thuật để trồng cây mai này ha. Đó, cây mai cắt bầu ra rồi, cây mai rất là mạnh. Cây mai này bứng hơn 1 tháng rồi. Hôm nay là mình trồng nó xuống, nên có dịp rồi anh em mình hướng dẫn cho anh em mới chơi mai á, rồi có xem đặng để mình trồng những cây mai theo ý muốn của mình hả anh em, cho nó phát triển tốt hơn. Trong quá trình trồng cây mai thì nó đòi hỏi nó nhiều công đoạn, và kỹ thuật của mình thì trước tiên là mở bầu ra, rồi sau đó mình kiếm một vật gì nhọn, ví dụ như cái kéo tỉa cũng được, hay là cái trục vít cũng được, hay là hoặc một cái cây gì có cái đầu nhọn cũng được. Mình sẽ duỗi đất ra, chọt đất ra đặng cho nó ló đầu rễ ra chạng chừng 1 tấc hoặc 5 phân. Còn cây mà trồng trong chậu là có thể là mình chọt cỡ bỏ 40 phần đất hoặc 50 phần đất, chừa lại 50 phần đất thôi cũng được. Bởi vì cây trong chậu là cái chất ăn nó ít hơn ở ngoài đất. Cây này là mình trồng ở ngoài đất nha các bạn. Bắt đầu mình tiến hành kiếm một vật gì nhọn, mình sẽ duỗi đất ra. Đó, mình đang lấy một cây kéo, mình chọt vô bộ đất nha anh em. Đó, chọt cho nó ló đầu rễ ra. Cây này mạnh dữ lắm, nó hơn tháng nhưng mà nó rễ cám nó ra mấy cái đầu, nó bò nhìn thấy ra khúc khúc ở trên này. Còn những cái đầu chưa ra thì nó cũng kéo kéo nhựa lại, nó trắng tươi trơn anh em. Cái này mình bỏ phân xuống là nó sẽ tốt lên luôn à. Đó, nó bò rễ ra luôn rồi hen. Đó, mình lấy cái mũi kéo mình chọt vậy cũng được, chọt nó 5 phân. Bởi vì này, cây này là cây mua bán cho nên nó không có chọt nhiều, chứ đúng ra là cây này là phải chọt vô 1 tấc. Với cây này cây tàn lớn nha anh em, nên chọt nhiều quá thì sợ nó đứt rễ cám này, nó yếu cây. Đó, chọt đều hết, chọt giáp vòng bầu hết. Theo kinh nghiệm của mình thì mình biết cái gì mình làm đấy nha anh em. Anh em theo dõi có gì góp ý nha. Đó, tiếp tục chọt, chọt giáp vòng luôn. Đó, cây cây mai này nó có hình thú nha anh em. Cái đế nó đẹp lắm. Cây này là cây mua bán, cây này có giao lưu luôn á anh em. Cây này là giá là 100 triệu á. Số điện là 03 3 số 6 6 6 6 5 6 2 6 3. Có gì anh em liên lạc với mình nha. Đó, tiếp tục mình duỗi duỗi cho đều hết, giáp vòng luôn. Còn mặt trên đó thì mình lấy cái mũi kéo đó mình vẫn chọt xuống cho nó xốp đất, đặng mình tưới nước cho nó thấm vô nha. Cây này bị gì nó tàn lớn lắm nên bức cục đất rất là lớn, cao nữa, chiều cao lên là cả 6 tấc.
Cây này có dáng đẹp lắm mấy anh em, nó nằm quỳ quỳ đẹp lắm. Mình duỗi đều giáp dòng cái bầu cây hết. Bởi vì cây của mình nó vận chuyển á, mình lăn tới lăn lui á, nó dẻ đất. Nó dẻ đất, cục đất dữ lắm. Cho nên cái lớp ngoài là mà cỡ nào mình cũng phải duỗi ra hết. Cho nó ló đầu rễ, đặng nó ra rễ cám, đặng nó bắt phân rất là nhanh. Còn mình không để, mình không duỗi ra thì nó chậm lắm. Giáp bầu rồi nha anh em. Mặt trước cây này cũng đẹp. Nó bỏ rễ đều hết trơn. Thân thì nó mốt mốt mốt, cây này nhìn có duyên lắm. Cây đầu rễ nào nó cũng kéo nhựa rất là mạnh hết trơn. Mấy rễ kia thì nó có cái thì nó ra rễ cám, nó dằn thật hết trơn anh em. Ló ra đều đó. Mấy cây vậy là mình đặt xuống là nó tiếp vô phân là nó phát triển mạnh lắm. Còn đây là nguyên liệu để mình trồng cây nha anh em. Đó là, ủa, 50% là mụn dừa, 20% trấu, 10% cát cát xay và 10% phân dê, 10% là đất. Tỷ lệ là bao nhiêu đó mình hỗn hợp, mình trồng trộn chung với nhau, mình trộn cho đều rồi mình mới vô nha anh em. Mụn dừa, trấu, cát, phân chuồng và đất. Đó, cây này là cây mùa mưa nên cho nên á, mùa này là mùa mưa cho nên á, mình trồng bằng mi bồ nha anh em. Kỹ thuật của mình là trồng bằng mi bồ vì gì á, cho nó thoát nước. Cái cây mùa mưa nếu mà mưa dầm á, mình làm bằng trong gạch á, mình xây trong bầu gạch á, mình trồng là cây nó bị đọng nước, nó yếu lắm. Còn trồng ở trong mi bồ á, là nó thoát được nước được, cho nên nó cây nó phát triển rất là nhanh. Đó, mình khoanh mi bồ các bạn thấy không? Cây này là 60, quanh khoanh cái mi bồ là cỡ 2,5 m. Nó khoanh mi bồ xong rồi các bạn thấy không? Bắt đầu mình cho hỗn hợp vô, trấu với mụn dừa với cát là ba hỗn hợp đó, là nó cho làm trấu với cát nó sẽ làm xốp đất, còn mụn dừa là làm cho ẩm đất, còn phân dê á, là làm nó tạo cho phân hữu cơ, còn đất là cho nó đủ chất. Năm hỗn hợp này mình cộng lại là nó đủ chất, mình trồng cái cây nó phát triển nhanh lắm. Đó, bắt đầu cho chất trồng vô nghe anh em. Rồi
Rồi mình hất vô vậy là bắt đầu mình lấy tay cho mình nhét cho nó đều những cái khoảng cái kẽ trống và cái đầu rễ, nhét đều vô hết. Rồi chất trồng đổ lên cao hết anh em. Đó, thấy mi bồ không? Mi bồ vậy mưa là nó thoát nước rất là mạnh và nhanh. Cái cây mai mình mới trồng giai đoạn đầu nó ướt nước, nó không chịu. Mình tưới sao mà nó ướt, nó vừa ướt là nó trong vòng vài tiếng đồng hồ là nó sẽ ráo, nó mới tốt. Chứ mà trồng mà tưới nước nó ẩm hoài là không có tốt nha anh em. Kỹ thuật mình trồng cây mai vừa xong nha anh em. Anh em nào thấy hữu ích thì áp dụng. À, hãy xem, hãy nhớ đăng ký kênh cho mình có động lực làm clip tiếp theo nha anh em. Chào anh em ạ.